khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Hello anh em, chào anh em đã trở lại với channel mình, channel Tài Kim Đi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì tại mình đang có mặt tại năm số 8 bởi lay con ngạc Kisame của mình. Nay thì như thường lệ thôi, cũng là một ngày cuối tuần và vào khung giờ buổi chiều này thì tiếp tục với lời hứa với anh em, đó là hai ngày cuối tuần chúng ta sẽ tiếp nối series đại chiến vừa ngãi, chúng ta cùng vào và những cái trận chiến hấp dẫn sẽ đón chờ anh em chúng ta. Rồi mở đầu với clip thì chúc anh em một ngày vui vẻ luôn, và anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh thì mình là được. Bạn nào chưa subscribe đăng ký thì nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi trước khi đến với đại chiến vừa ngãi thì mình sẽ mở màn bằng một cái trận đấu trường cho nó hấp dẫn nha anh em. Đấy, trước cái nói gì nói với mở màn là trước clip là phải có một cái gì đó hấp dẫn. Quốc lô thanh niên này đây, cấp 181, tên nhân vật là PK Thết nha. Xem được có đánh lại không mình không biết, nhưng mà nói chung mình cứ mở màn đi. Ui cái gì thế này, ôi mình chơi trận hình ba người à, ghê vậy. Tại sao mình có thể ngu người thế này, nhưng mà ba người thì chắc là hồi sinh hay ghê đấy, chắc là hồi sinh cũng ghê gớm lắm đấy anh em, cho nên là chúng ta cùng xem ngay. Ui cái gì vậy, không biết ghê gớm hay không chứ mình thấy là mới vô đã muốn đai hết rồi này. Hồi sinh, yeah, ông máu thứ hai của Minh Gâu đã phát huy tác dụng và lo sẽ được hồi sinh. Chính xác, mày hỗn hả con, dám hỗn à, sao mà chống được cái trận hình ba người của mình được anh em. Hồi sinh phải nói là liên hoàn luôn, liên hoàn nha con. Win, nice. Ý, thanh niên tự đánh tay mình luôn kìa, anh em thấy gì chưa, anh em thấy sự lợi hại của mình chưa, đừng có thấy ba người là treo nha, phải bị ghê đấy. Này bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với series đại chiến vừa ngãi luôn nha. Ai này là ai thứ 46. Hôm nay thì chắc là mình sẽ làm một clip, mình sẽ cố gắng kết thúc cái tầng 2 địa ngục quái thú, bước sang tầng 3 là địa ngục đói khát nha. Ai 46 nè. Ui bộ hành cót hả, chơi luôn. Thằng Đơ Sinh là đến hàng ngang cho xuống dưới. VV bức nổ đặt ở đây. Senji đá hàng dọc nè. Đấy, cho ở dưới ở đây ở giữa đá nè. Còn một người bức nổ nữa thì nhưng mà tìm không có rồi. Bạn này bức nổ được không? Bạn này giảm nổ à? Vậy thì cho Neptune đi ha. Neptune này hình như có CC này, dùng đến 3 tấn công trực diện, có 60% khiến mục tiêu mất sức hả? Cái nào rồi, mất sức thì có gì đâu, thôi chọn Lafite đi. Mất sức thì mình không thèm anh em, mình lấy mê hoặc cái gì thì ngon, chứ mất sức thì ai thèm. Ok, mới vô mình thấy cú đá cũng khá là chất lượng đấy, có chặn đòn nè, nổ khí giảm với lại mê hoặc kìa, ngon chưa. Rồi có nổ, quan trọng là có được bao hay không đây. Bao đem ai, gần chết hết luôn kìa anh em, thấy ghê chưa. Senji một khi ta tung cú đá còn dính cái hàng dọc nữa, đừng hỏi tại sao, đam nó to luôn anh em. Yeah, vẫn không chết, nhưng mà Bo sẽ là người phụ trách công việc đó. Ui có nọ rồi kìa, không sao, lo được. Ui choáng 100%, choáng 100% với chúng tôi à. Đây tất cả mọi vị trí là mình đã tính toán hết rồi anh em ạ, cho nên là không thể nào mà né được đâu. Thích choáng với chúng tôi không, thích choáng 100% với chúng tôi không. À tiếp theo lại 47, à này có một con mê hoặc khá là nguy hiểm nè, nhưng mà không sao, Mirilla của mình miễn dịch được, cho nên là mình rất là tự tin cho nó đứng ở đây đánh chơi với nó luôn. Aoki thì chắc là mình đặt ở đây đi ha, đặt ở đây luôn, cho đánh trước luôn, giao kia đánh trước đi. Mirilla đặt đây, Dawson đặt đây, cây dao bút nội đặt đây, còn một người nữa nhưng mà mình sẽ không đặt ở vị trí giữa, tại vì nếu đặt vị trí giữa thì sẽ bị dính cái hàng về hàng ngang nha anh em, dính cái hàng ngang của cái con mê hoặc này. Ok, rồi còn một người nữa, mình sẽ chọn Adeta, Mr. 2 ha, Mr. 2, ôi có Mr. 2, Mr. 3 luôn này, ghê vậy. Giờ mình cho Mr. 2 vô mà không cho Mr. 3 thì ngại quá anh em, thấy nó kỳ sao ấy, cho nên thôi quyết định là không chơi hai đứa mày luôn, cho ông này vô. Rồi búp nổ đi, đây mình có hai búp nổ mà, cứ chờ Aoki có nổ thả chim ra là được thôi anh em. Nói chung thì mấy cái game này cũng dễ à, cứ theo tính toán, theo cái kế hoạch là win thôi. Đấy, 100 nổ rồi mà cuối cùng lại dư ra 50 nổ rồi, ngu người nhá. Đặt trận hình hơi sai nha anh em, trận hình hơi sai rồi, hơi sai rồi, đóng băng 4 người luôn kìa, kinh chưa. Anh em thấy gì chưa, anh em thấy sự nguy hiểm của Aoki chim sắt, Aoki chim xanh chưa, trời ơi nó thả kìa, nó thả chim liên tục luôn anh em. Thả nữa nè anh em, chứ chưa hết đâu nha, thả liên hoàn mà mình đã nói, mình đã nói là thả liên hoàn mà không nghe mình, sao mày thích hồi máu với chúng tôi không, vừa choáng vừa đóng băng nữa, tội nghiệp con nhỏ thì bị bao liên tục luôn kìa,
Ôi trời ơi, thằng đồ sinh hồi nọ chăm liên tục luôn. 75 chứ, hồi 75. Hồi 75 liên tục cái da búp cái chăm lên, bầu điếc. Sướng thiệt. À 48 anh em, còn 3 ai nữa là chúng ta sẽ hoàn thành được cái địa ngục tầng 2 rồi. Ai này thì đây, có Robin này, có Marco này. Anh này hơi yếu, thôi không chơi được. Hơi yếu nha anh em, tem hơi yếu. Ok, làm mới thôi, có gì đâu. Có bo hành có, ui vợ chồng bo hành có cái Luffy thì phải chơi thôi anh em ơi, phải đưa vào ngay luôn, không cần không có ngại ngùng gì nữa hết á. Đây con này búp nọ đúng không, cho xuống dưới Grindy búp nọ luôn nè, nhưng mà thôi chắc là chơi chơi Grindy. Grindy tính ra nó vẫn có sát thương nữa, sát thương một mục tiêu này, không tăng nọ hồi 25 nọ nữa, ngon. Zozu kim cương hả, thôi, mang bao búp nọ luôn đi ha. Rồi mang ba búp nọ luôn, nọ cho nhanh, cho hai vợ chồng kiểu phối hợp với nhau đánh cho lẹ, xong kiếm hợp bích này mà qua Sura rồi thì sao trời, này có mình Luffy Sura bo cho Sura hơi toan, hơi toan bo có nọ rồi nhưng không bao được, bị hỗn loạn rồi. Ấy gì vậy, tại sao Luffy không được bao anh em, có vẻ là dính kỹ năng không thể dùng kỹ năng nọ thì phải. Rồi con vợ bay sát rồi, chồng bay sát theo luôn, mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thanh niên nào có chiêu quả tiện đánh ghê vậy trời. Thất bại mình đem bên kia đầy cây thế này thì đánh đấm gì? Oh my god, chuyện gì vừa xảy ra? Rồi thay vô kim cương vô con này thôi. Ok. Mình thấy cái chiêu hỏa tiện là hơi đau nha anh em, hơi đau đấy. Thật sự là rất là đau đớn luôn chứ không phải đau bình thường đấy. Ừ, không có hỗn loạn. Yes. Không có hỗn loạn thì quá đá, không quá đá được ai luôn kìa. Như tuổi này bây giờ nó càng lên cấp, càng lên tầng cao rồi tụi nó càng mạnh sao, càng trâu, thậm chí là khó bị dính CC nữa. Ôi nhìn tụi nó kìa. Thôi bỏ đi mà làm người anh em à. Tấn công liên tục coi, dùng được chiêu lì đòn coi nó thành công hay không đây. Đấy, thành công liền anh em, nhưng thì cũng có giá trị đấy. 249. Usopp, Konnit, Grindy, Copy các kiểu. Rồi chơi luôn, không sao cả. Đêm này mình thấy cũng ổn áp. Đặt đây búp nọ này, búp nọ nè, Dawson nè, Merona nè, đấy 25. Con này sát thương hàng dọc tăng nộ một mục tiêu, tức là cũng có tăng nộ cho mình, ngon. Vậy là đủ trăm nọ rồi, 25 nọ nè. Con kia bắn là 50 nọ. Ui nó tránh làm gì trời ơi, thằng ngu này, trời ơi nó cho nọ mà không lấy cái định mà nó tập u shop này nó ngu thế. Làm sao để diễn tả được cái sự ngu người của nó anh em à. Thế giờ bây giờ chuyện dư nổ ra chi gì cũng biết. Chàng không muốn nói. Chàng không muốn nói anh em à. Bao. Bao được 3 đứa hay sao ấy. Bao được 3. Trời ơi đam to kìa anh em. Hay cảm ơn Usopp đã trợ giúp. Thằng Đơ Sinh chỉ việc công việc việc nhẹ lương cao thôi anh em. Chỉ cần gõ thôi. Rồi. Hay trời ơi, cứ đứng đi mà cũng có skill được ghê gớm nha. Nice, choáng. Rồi, Usopp chắc là chết trước con tay cung rồi. Ui có nọ là ngon á, nếu mà có nọ sẽ giết được trước. Ý có chặn đòn kia, ngon, chặn đòn là vẫn chưa chết. Sát thương bị giảm đi phần nào. Hình như là gần 50% luôn hay sao ấy. Theo như thông tin mình thu thập được thì cái chặn đòn đó như là giảm gần 50% sát thương. Kinh thiệt. Đấy bây giờ Usopp mình trắng máu nhưng mà có thể cân tem nè. Ai 50 chấm dứt cái tầng 2 này anh em, chúng ta chuẩn bị bước sang tầng 3 là vừa. Ai 50 này thì có Zimbel này. Nhưng mà không úp nọ nha. Chúng ta sẽ test thử coi một cái trận hình không úp nọ toàn full dam như thế nào nha. Zimbel nè, Lucy nè, Doflamingo nè, Urop nè. Đây là một người nữa thì chắc cho Mr. 2 đi ha, cho Mr. 2 vô cho vui. Đấy, tem này full dam nha anh em. À, mấy con này thì không có CC, không lo. Mấy con này nó không có khống chế anh em. Nó chỉ có dam thôi, không sao hết. Vậy thì không cần phải lo. Cứ đánh tàn tàn là cũng chết. Đấy. Nổ khí tăng luôn kìa, ghê ấy. Mấy con chim này lợi hại vậy. Chim hói lớn hả? Mình thấy có hói đâu trời, vẫn có lông mà ta. Rồi, nó có nọ rồi, nguy hiểm cẩn kề rồi anh em ơi. Mr. 2 giết được Herodes không? Không được. Urop giết. Thanh niên có nộ mà tưởng được bao à con. Tưởng có nộ mà được đánh hả con. Ui trời ơi ghê, nhìn cái mặt kìa.
nhìn mặt lạc đà kìa, úi trời ơi, hai con mắt kìa, hai con mắt bốc bốc cháy rồi, nó ghê chứ, căng thiệt chứ. Mày thì hỏng nè, hỏng nè. Win, chúng ta bước sang địa ngục tầng 3, địa ngục đói khát. Cháu nha, hai chim này cháu nha. Thằng Minh Gâu là giờ nhưng mình chưa thấy bao, úi cái gì? Mình vừa thấy là con chim kia nó hồi cái đầy kia máu. Để mình xem xét là tình hình nó tại sao. Ui, đẹp nha anh em, đẹp nha. Đẹp nha. Ok, không có hồi máu là vui rồi. Không có hồi máu là vui rồi. Đánh nó. Đánh nó đi, đúng rồi, cho nó chết đi. Con này nó hồi máu lên đầy cây cho coi nè. Ủa, không có rồi ta. Vậy là chắc là con kia đúng không? Con kia hồi máu chứ không phải con này. Ok. Rồi, bước sang tầng 3 là địa ngục đói khát. Hình dạng nó sẽ thay đổi là hình một thanh niên đang bị trói ở đây, không được ăn uống gì, và cái kết là còn bổ xương không nha anh em. Ghê thiệt chứ, kinh quá. Ai này thì chúng ta bước sang tầng 90. Nếu mà đánh nốt hoàn thành tầng 3 này thì chúng ta sẽ bước đến tầng được ảo 90 nè. Căng nhờ. Mục tiêu của mình là bước đến lại 100 anh em à. Nhưng mà hiện tại chỉ mới được tới 50 thôi. Thì bây giờ muốn tới 100 phải đến thêm 50 nữa. Trời ơi là trời, nghe thấy oải nè anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh hộ cho mình. Hôm nay thì tới đây thôi, hẹn gặp em vào tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi, chúc em ngày vui vẻ và đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bật chuông thông báo, clip của mình thì khung giờ quen thuộc là 11:15 mỗi ngày thôi. Còn riêng đại chiến vượt ngại thì sẽ phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật, khung giờ là 17:30. Bye bye anh em nha, chúc em một ngày tuyệt vời và tuyệt vời nhất có thể luôn.